chào các bạn, mình là Đoàn Up Rom. Mình đang cầm trên tay chiếc Massgo Vi5 Plus. Thì cái máy này bị khóa mật khẩu, bên mình vừa phá mật khẩu xong và bên mình đã rip ra một cái bản zoom chuẩn, bản zoom stock chuẩn của nó. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem thông tin về cái máy này. Massgo Vi5 Plus này. Android 5.1. Chip MTK6580. Thì zoom mình rip bằng Infinity CM2 chuẩn 100% như zoom của hãng thôi, áp qua các bóc phần mềm hoặc là Flashtool ok. Đây. Vậy bạn nào mà có nhu cầu về zoom của con này thì link mình để phía bên dưới. Xin chào các bạn.